Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mai xin chia sẻ phần còn lại trong bữa tiệc sinh nhật của Mai. Thì sau khi mọi người ăn món khai vị, món chính xong đó, thì mọi người giúp Mai dọn bàn. Bao giờ thì cũng nghỉ ngơi nói chuyện một lúc. Con trai thì ra ngoài hút thuốc. Nếu ai không hút thuốc thì không nhất thiết phải ra ngoài hút thuốc nhé. Sau đó là bây giờ mọi người sẽ ra ăn fromage. Trước khi ăn fromage á, thì cuối cùng đó mới ăn bánh gato, ăn tráng miệng. Cô chú anh chị và các bạn vui lòng cho Mai thâu âm. Mai kể lại câu chuyện buổi đầu tiên Mai đi học nhảy, có nghĩa là họ cho mình học thử một buổi miễn phí. Nhiều nơi đấy thì họ cho mình học thử một hai buổi. Thì tại sao mà Mai chọn cái môn nhảy múa cột? Nghe thì nó có vẻ là không có lành mạnh đúng không? Nhưng mà khi mà Mai xem trên TV đó, hay là trên internet á, thì trời ơi, thấy họ nhảy rất là đẹp, rất là sexy. Mà cái mà Mai không phải đi học để mình nhảy đẹp và nhảy sexy, mà cái vấn đề đó là không biết ai trong chúng ta có giống Mai hay không. Nhưng mà bản thân Mai nhá, từ khi mà Mai bị Covid đến giờ đó, thì Mai thấy sức khỏe của Mai xuống rất nhiều. Trong cái thời gian mà Mai nhiễm Covid ấy, thì Mai rất là tích cực, rất là thoải mái. Đó, Mai không có cái biểu hiện gì cả, ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Nhưng sau khi nhiễm Covid được khoảng một tháng ấy, thì lúc đó, Mai mới cảm nhận được là cái sức khỏe của Mai xuống rất là nhiều. Và Mai bị quên. Và cái quan trọng nhất mà Mai không bao giờ thích đó là Mai suy nghĩ tiêu cực. Mà nó kéo dài với Mai khoảng một năm trời thì Mai mới thoát được cái suy nghĩ tiêu cực ra. Vì bản thân Mai trong cuộc sống mình ngày thường đó, thì Mai không có muốn suy nghĩ tiêu cực cho bất cứ vấn đề gì. Tất nhiên nhiều khi mình không có làm chủ được ấy, thì mình cho phép mình suy nghĩ một chút. Nhưng bản thân Mai luôn tự lôi mình ra khỏi cái chỗ đó. Ví dụ như mình bước chân vào vũng bùn đó, thì Mai sẽ tự kéo mình ra. Có nghĩa là mình sẽ thoát ra khỏi cái đám tối đó, thoát ra khỏi vũng bùn đó. Và từ ngày bé đến giờ thì Mai luôn làm được cái điều đó. Tại vì mình luôn có cái mục tiêu để đi, luôn có một cái hướng để đi, luôn một con đường để chọn. Tại vì mình sẽ không bao giờ muốn rằng là mình cứ bị vùi sâu vào những cái suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà thật sự là duy nhất trong cuộc đời của Mai, Mai bị nghĩ tiêu cực nó kéo với Mai dài. Mai cảm giác như cả năm trời từ sau khi Covid mà cho tới chắc là hè vừa rồi thì Mai mới xong. Có nghĩa là sau một năm thì Mai mới thoát được ra cái những cái suy nghĩ tiêu cực. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng tiêu cực, nhưng mà bất cứ chuyện gì với Mai đó thì Mai cũng lo lắng quá, rồi Mai cũng suy nghĩ tiêu cực, chứ nó không có tích cực như ngày xưa là Mai luôn đón nhận mọi chuyện, dù ít, dù nhiều, dù một chuyện đến một lúc hay 10 chuyện đến một lúc, thì Mai vẫn đón nhận một cách nhẹ nhàng. Tại vì mình không thay đổi được nó, thì mình có lo lắng, mình khóc lóc cũng không thay đổi được. Nhưng đúng cái thời gian sau Covid thì Mai thấy Mai thay đổi rất là nhiều. Và bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi. Tại vì đây là Mai đang nói là Mai bị thổi phồng lên quá thôi, chứ không phải cái câu chuyện nó tích cực đến với mình mà do cái suy nghĩ của mình. Và đặc biệt ấy là Mai thấy sức khỏe của mình xuống, Mai tăng cân rất là nhiều và mình yếu đi. Đó là lựa chọn mà Mai đi học nhảy múa cột. Vì là Mai có đăng ký đi học nhảy hai lần á. Một lần thì nhảy giống như một lần thì học nhảy, và một lần thì đi đến phòng tập gym ấy, thì họ cũng có yoga rồi là Zumba đấy đó, và tập gym. Nhưng mà hầu như là Mai toàn thất bại, mình không có kiên trì được.
Thế mà đây thì mua cột này thì thật sự là Mai rất là bất ngờ nhá. Nó không có giống như mình nói, nhưng mà thật sự là nó lấy cho mình cái cơ thể rất là khỏe. Họ hướng dẫn Mai cách làm sao giữ cột, bám tay để lâng đôi chân của mình lên. Mà thật sự là chỉ có làm có 5 lần thôi, sau đó là mình phải đổi bên khác mình làm 5 lần nữa. Mà thật sự là chỉ có 10 lần mà Mai mệt không thể nào làm nổi, mà phải vừa làm vừa nghỉ nhá. Thì Mai đang khoe với cả nhà đấy, thật sự là bây giờ Mai đau toàn thân, đau từ đầu bắp tay cho đến cổ tay, và đau toàn cái bụng luôn. Thì đó là cái mà Mai rất là vui, tại vì là họ không có múa nhào lộn, mà chắc chắn là phải đến 5-7 năm. Tại vì nếu mà ở Việt Nam ấy thì Mai có thể học được nhanh hơn, vì là một tuần mình có thể học được 5 hay đến 7 buổi đúng không? Mỗi một buổi mình có học được 1 tiếng, 2 tiếng. Nhưng ở bên đây đó thì một tuần họ dạy có một buổi thôi, và tối thứ sáu, mà mỗi một tuần có 1 tiếng. Thì Mai không biết là khi nào Mai mới nhảy được. Mà thật sự là nếu mà mình tập được thường xuyên thì rất là tốt nhé, rất là khỏe. Tại vì nó không có mất nhiều sức lội lực ở bên ngoài, mà quan trọng nhất là từ bên trong đấy, mình phải lưng được cơ thể mình lên. Thì Mai rất là thích, nhưng mà trời ơi, tập về một buổi nó đau mấy ngày luôn, chưa biết là Mai có tiếp tục nữa không nữa. Thế là hôm nay Mai kể với cả gia đình, ai cũng buồn cười. Mai là trời ơi, sao mày già rồi mày đi học múa cột. Thì cũng là một câu chuyện để Mai muốn kể lại cho cô chú anh chị và các bạn. Những ngày gia đình nhà Mai đông đủ thế này đó, mà Mai muốn dịch lại đó, thì thường thường thì Mai cứ quay trực diện ai đó hay là một vài người, thì lúc đó mình mới dịch lại. Còn bây giờ thì cả nhà ngồi với nhau là cả nhà ai cũng nói, nên là Mai không thể nào mà dịch lại lời của ai được. Đó, cô chú anh chị bạn thấy lui chưa? Ra đứng cạnh mẹ thì bao giờ ôm mẹ nhá, hay là sờ tóc mẹ, vuốt tóc mẹ. Đó, rất là tình cảm. Mà anh rất thích một đồ ngọt. Nên là có bánh gato là anh việc đầu tiên anh ra anh hỏi mẹ là mẹ ơi bánh này vị gì đó. Thế là Mai mới nói là vị chanh leo đó. Thế là con thích lắm, đúng cái vị con yêu thích. Louis mà mỗi lần về Việt Nam ấy hả, con ăn chục quả chanh leo cùng một lúc luôn nhá, không phải là uống nước đâu, mà là con mua xong chanh leo xong bắt đầu con cắt làm đôi, xong con lấy thìa con ăn luôn đó. Đây nhá, sinh nhật gia đình Mai nhá, chú chồng Mai 88 nhá, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1936. Anh chồng Mai là ngày 15 tháng 1, 56 tuổi, năm 1968. Ông xã Mai ấy là 19 tháng 1, năm 1972. Và Mai đấy, năm 1980, bây giờ thiếu con số 4 đây, thừa số nhá, mà số 4 không có nhá. Đó, chắc là không muốn mình 44 tuổi đây, nên làm 4 cái nến. Les poissons d'avoir la lumière et tout, c'est. On va tous les deux là-bas, mais. J'ai oublié, on va pas le faire. 44, 88. Et alors toi, t'as pas 44? Ah, 44. Ah, oui, il y en a un, moi je ne vois pas. Ça fait combien? Il y a 4 et il y a 4 bougies là. Ah, c'est fait. Vite, 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 va derrière, ma chérie, vite, vite, vite. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mais joyeux anniversaire. 1, 2, 3, c'est parti. Allez, allez. Attention, attention.
Véro sur la photo. Véro. Attends, mais parce que ça a pris 50. Wouh! Allumez le feu. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bravo. Jean-Louis. Vas-y. Ouais! Enfin une passe, ma petite. Alors, commence! Encore! Non, allez! Et non, on va le faire 44 fois! Encore une année, ça c'est la bien! Arrêtez, vous énervez les pompiers avec toutes vos allumettes! Allez, oui! Loulou! Anniversaire! Sylvain! À Sylvain! Bravo! Il est jeune, lui, il s'est pas penché dessus. Hein. T'as vu la vie? Mais non plus. Ah oui! Il a soufflé la vie. Ah oui, mais c'est pas allez, c'est bon. Allez, pour l'année prochaine, on garde nos gâteaux. Elle mange des gâteaux. Luca rất thích về Việt Nam nên khi trong bữa ăn đấy thì cháu ngồi cạnh con của anh chồng Mai đấy, cháu Marvin đó, thì trời ơi, toàn kể về chuyến đi thôi. Thì em vừa hỏi anh ấy là anh có muốn sang Việt Nam không, xong mà chị ngẫu hứng, chị tự hào, chị kể hết về Việt Nam. Nhưng mà con lớn của anh chồng Mai thì không thích đi du lịch nhá. Hầu như là từ trước đến giờ đây là cháu suốt ngày đi giống như kiểu là, có nghĩa là trao đổi đó, là sang Thụy Sĩ, sang những cái đất nước ở bên châu Âu này đó, là bên cái công việc của cháu thôi, phòng cháy cháy thôi. Chứ còn để mà chính thức đi du lịch nhá là cháu không có đi đâu nhá. Nhưng mà cháu thứ hai này thì còn chịu đi. Qui va en gorge? Ça finit. C'est vrai qu'ils sont là. Qui va en gorge? Ouais. Oui, hein? Oui.
Oui, c'est un plaisir. Il y a ça le problème, j'en ai pris. Oui, comme toi, le bon élève de la classe. Avec des gilets par les PD. Et des bijoux. Qui veut encore? Ah, Jean-Louis, on va être dirigé par une. On ment ensemble. Je crois que Macron est loin, ça. On ment ensemble. Mais là. Jean-Louis, quand il passe bien, voilà. Non. 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 Ça va aller. Voilà. Non. Ok, nến đã thổi xong vào gia đình nhà Mai. Bây giờ thì ăn tráng miệng. Cho Mai xin dừng ăn gato. Ăn bánh gato cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ thì cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người.